Dùng vuông ở Nam Căn là dắt này ra đóng cống. Xuống anh. Anh em mình coi là rút cống là kéo à. Cái đục. Có tôm đầu quay. Thằng ghế nó quay mà đó, bắt ông vợ vợ kéo đục nó ghê chứ. Quá quá tôm nhảy vậy. Tôm tôm này. Đó, quá vậy tôm này thấy không? Đó, trời ơi nhảy kìa. Đó. Xuống cho sáng ấy. Quá giờ tôm luôn nè. Tôm này tôm ở vùng Nam Căn ha. Đó, anh em coi nè. Đó, cua luôn. Đó, mà giờ mình kêu mình đổ đục lần thứ hai. Thứ nhất số ma quá chưa có tôm nhiều cá nhiều giờ đó được thứ hai coi nhiều quá trời tôm nhảy rồi mình thấy không quá trời rồi nhảy rồi yếu rồi mới đây nãy giờ chưa mới 15 phút mà có không có cá kém gì u một cá này không cá để đi chi cho đồ một cá kém cá chém à không không cá chém nè tôm nè cá lả luôn u rồi cá chém mình thấy không cá chém này trời con này kia mình cá chém chứ không à, giờ mình đổ ra mình phân loại tôm cua cá để riêng đó nhảy từ lưa hết trơn em bó sức thuốc nhiều hơn. Bữa nay về Nam Căn sửa chuông nha mọi người. Mới đó đục vô nè. Sú nhảy tưng 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 luôn. Sú không luôn. Bắt cá nè. Sú 2 con 1 ký. Đây, lựa sú bỏ vô đây. Sau này không thấy con cá nào mặn mừng nữa chưa ta? Đổ vô muối đi để rửa muối đi xong rửa này xong muối cái cho rửa riêng chứ rửa nhầm chỗ đó cho vô đây luôn hả có ba bằng mắm cá sơn không quên hả nó chút cá sơn nó cạn nó thôi cái gì vậy nó thấy chung với cái hồ rửa đấy bà sơn để riêng cho cô ba đây. Ừ. Sơn để riêng đây, để riêng đây. Gì không? Để riêng. Thì phải lấy cái đồ để riêng chứ. Thấy
nấm này nè, gõ bự trong cái sao đó. Bữa mua ba cá thì nay bọc màu cũng 56 con cá. Đây, cái đúng bánh nó cũng bỏ bánh mình. Cái bây giờ thấy gậu đó con nó con mấy con tôm á, cái đâu mà dính từ cái sơn không? Mà cái sơn lên nè. Chưa con nào. Không, mình chó ai. Nghĩ bển đi câu là cá giữ chờ bữa đó. Có bển á. Con sao mấy đợt trước lấy không? Có con cái sơn rồi, một cái sơn có lại. Cạn lắm chứ. Bữa sau mình đi mình muốn gì chó nữa. Cho dạ, rồi không không gây chàng chàng cái đó quá rồi. Dân muốn làm cha rồi. Ai làm về phát đi. Không có lệnh nữa. Không có giấy gì hồi sáng thì tao cũng không có phát cả. Để em. Ra rồi nói hai ba hai con quay với điện ừ đây ừ lừa cá không có tay luôn nè đó từ cá luôn cá tôm quay clip nè mẹ gì xuống cái này chứ không biết là gì đó hả đây nè gì ba cua này cô nãy thì dùng lại đi con cá chết thì ngồi gì vậy cô kẹp cái gì thôi ghê cô kẹp đất kìa cô kẹp đất canh kìa đó là chậu của mẹ cô đâu cô đâu đâu ấy quá trình trúng cua nè đúng rồi trời ơi thầy cua mà bắt con cua gì thấy cực quá vậy mời cái lết dựng tôi đánh đầu á cá cậu á ô là trời ngon giống là tôm gì rồi thôi đi về nè giờ dạ nghỉ vô đi em dạ không lửa tôm thôi đừng bắt cua dựng bằng đầu lên nè cái mặt buồn ngủ rồi đó ôi là trời cái mặt sụp mi rồi cái mặt thấy tội nghiệp quá trời. Cái mặt thấy tội quá hung từ cái này rồi đi ngủ nè đi thôi ngủ rồi nó sụp mi rồi đi đi tôm đặt tôm là dễ đây không ca tôm mới tôm đó gì thôi cái đó là ba lớn rồi cái đó hai con ký à cái đó nhiều hai con ký mà cái chẽm này con này có hai ký mấy à 11 có được 11 có nhiêu cá chép nè ngọt quá u là trời cá này để nó sao cá để cái mồng thịt khối luôn ăn hết tôm luôn nghe người ta nói mà thấy biết chính xác người nghe người ta nói là bây giờ tâm hấp chữ A này là tao là chữ hấp này mày nghe tao nói thì nói lại mày nói là chính xác chỗ nào mà con ai thì cứ việc chưa biết có nhiều cá nè anh em ơi cá đó quá lớn là chừng hai con ký quá bây giờ ba cái chả lên ủy ban các kiền chém tất nhiên là phải theo ủy ban là cá đối quá lớn mà hết biết cá đối rồi đó bà lớn một ngày một cái nữa luôn cái chém có nhiều cá nè anh em ơi
cá đó ba lớn là chừng 2 con ký quá. Bây giờ ba cái chả lên với ba các kiền chém tất nhiên là thầy cũng đang cái đối bà lớn mà hết điên cái đối rồi. Cái đối bà lớn bụng mình cái mái nữa luôn cái chém về 5 cân mà ăn đi cái thứ này cái thứ nào kia nổi đó các bạn. Tôm mà tôm lọt nha, giờ nãy giờ ta còn mấy chục con không quay giờ còn có 5 số con à. Không, mình ăn là một chuyện, cái này là của anh ba không đãi mà ăn cái này ngán mới mốt là về là chết luôn. Còn cô này là ông và vợ ông đãi nè, có cái là chuyện chơi quá chịu không nổi à, mấy kể chịu hết nổi à nè. Đãi mà ăn tôm kiểu này rồi thì sao chịu nổi các bạn. Ở trong đây khi nè cút nằm bên nè, cút bỏ qua bên nè, cút dạt qua bên luôn, không ăn luôn. Nè. Có mấy con ở đâu còn ký không quay khô nè, tàn cuộc biết quay nè, tôm nè ăn chịu gì nổi nữa.